năm, 10 năm, 20, 3 năm, 40 năm, 5, 60. Nani? 7 năm, 8 mấy, 9 năm, 100, mở mắt đi tìm. Ai không trốn thì kệ. Tớ đi tìm đây. Trốn ở đây không biết bạn Trang có biết không nhỉ? Rồi nha. Sao nhanh thế? Lại chạy nhanh. Tớ vừa mới trốn mà cậu đã tìm được rồi. Còn em ca nữa. Trời trốn tìm này à, tớ tìm ra phút mốt. Bây giờ đến lượt bạn nhím úp mặt vào tường đi. Đừng mai. Thôi, không chơi nữa. Chơi cái trò này chán như gì, từ sáng đến giờ chơi bao nhiêu ván rồi. Cứ một tí là lại tìm ra ngay. Có ba người à, tìm nhanh ơi là nhanh. Thế không chơi nữa, thì chơi trò gì? Nhưng mà em thích trốn tìm mà. Nhưng mà chơi trốn tìm nó phải nhiều người chơi cơ, thì nó mới vui. Chứ có ba người chơi anh chả thấy thích gì cả. Thích nhiều người chơi á? Hay là bây giờ để tớ gọi cả lớp tớ đến đây chơi trốn tìm với cậu nhá. Các bạn ở nhà xa còn lâu mới đến đi. Bây giờ tớ có cái trò này này hay lắm. Trò gì? Mình có thể chơi trốn tìm à, chơi được cả mọi nơi luôn. Mà chơi được à, hơi bị nhiều người. Rồi bây giờ vào trò chơi đây. Ở đây có tất cả là 13 người. Đồng à, thật đấy. Cái bạn này bạn là bạn nó đây này, tên nó đây này. Đấy. Nó đây đúng không? Không phải, bạn đấy chính là bạn mà sẽ phải đi tìm đấy. À, bạn sẽ đi tìm chúng mình và chúng mình sẽ là người trốn đúng không? Đúng rồi, bây giờ bọn mình đang là người tí hon và ở trong một cái cửa hàng bọn mình sẽ phải đi trốn xem ở chỗ nào. Ui, ngon quá, một miếng bánh. Sô cô la. Đây là cửa hàng tiện lợi à cậu? Đúng rồi, có rất nhiều các cái kệ bán đồ ăn rồi đồ uống kìa. Cửa hàng tiện lợi chính là cửa hàng tạp hóa các bạn ạ. Bán rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ mình phải chạy trốn ở đâu bây giờ? Nhảy lên đây xem nào. Đây là các cái hộp. Hộp xúc xích. Không phải. Xúc xích đóng hộp. Hộp như kiểu hộp đậu ấy. Hộp đậu à? À đúng rồi, đậu đỏ. Bây giờ trốn ở đâu bây giờ? Ôi các bạn sắp hết thời gian rồi. Ui còn 6 giây nữa thôi là bạn kia bạn sẽ đi tìm. 4 3 Chui luôn vào đây. Từ từ không vội. 1 Bởi vì bạn sẽ phải bắt được mình nữa cơ. Nhảy lên này. Ui nhảy lên tầng 2 rồi. Tớ sẽ trốn ở sau cái bình rượu này. Bây giờ mình có thể xem được cây đây này. Bạn đang đi tìm đây này. Mình sẽ gọi bạn này là bạn nó nha. Bạn nó đang đi tìm chúng mình. Chúng mình phải lấp nó để bạn nó không tìm ra mình. Bạn này đang đi tìm ở trong kho này. Nhưng mà mình còn trong kho đâu. Tất cả các bạn ấy đều trốn hết ở trên những chiếc cây ấy. Bây giờ bạn ấy... Ôi kìa, có bạn kia. Sao bạn này nữa đây? Bạn ấy bị bắt rồi. Còn 11 người nữa. Thế là tổng có 12 người chơi à? 13 người chơi. 13 người chơi thì bạn một bạn đi tìm, còn 12 bạn sẽ là trốn. Đấy, chơi đông như này nó mới vui. Ok kìa, có một bạn chạy kìa. Thôi. Bạn kia chắc là chuyển địa điểm thôi. Chuyển địa điểm trốn khác. Cứ đứng yên một chỗ như mình như này. Bây giờ mình di chuyển ra xem. À kìa, bạn đây kìa. Đâu? Đúng không? Đúng rồi. Có bạn nào đang nhảy kia? À không phải, bạn kia. Bạn ấy có những cái ánh sáng xung quanh kìa. À. Bạn ấy nhìn thấy mình rồi các cậu ơi. Ê, tại sao cậu lại chạy ra làm gì? Từ. Không được, bạn tầng 1 đi, bạn ấy sẽ bắt được. Ui, bạn ấy đang chạy ra đây rồi. Trốn nhanh. À, lên được tầng 2 thôi. Trốn nhanh. Mình chạy ra đây, nếu bạn ấy lên đây thì mình sẽ nhảy xuống. À, bạn ấy vẫn đang nhảy lên này. Bạn ấy không nhảy lên được các cậu ơi. À bạn ấy không quen nhảy. Ui đang bật nhảy đang học bật nhảy các cậu ơi. Giống mà những cái đen kia là nó sẽ bật nhảy lên rất cao. Thế nhưng mà mình cũng phải biết điều khiển cơ mới nhảy được. Ồ bạn ấy nhảy lên được tầng 1 rồi. Ồ, bạn chạy chỗ khác rồi. Chán quá lại đi rồi. Không nhảy lên được. Ôi tôi cũng bị rơi rồi. Hay là cậu nhảy xuống cậu dạy bạn đi. Nhảy đi. Bạn ấy có nhìn không? Không, ra là bạn ấy bắt được đấy. Ôi hình như bạn ấy. À, bạn vẫn chưa nhìn thấy mình. Vẫn đang cố gắng nhảy lên bởi vì bạn biết ở trên cái kệ này có rất nhiều các bạn đang trốn ở trên đấy. Ôi nhưng mà bạn đã nhảy toàn trượt thôi. Đồ ngốc ngay. À hi, nhảy xuống này. Ui, bạn ấy lại nhìn gì? À chưa, bạn đã chạy đi đằng kia rồi. Ô,
bên mấy cái kệ hộp đậu kia cũng có nhiều bạn trốn kìa. Đúng rồi, có rất nhiều các bạn trốn ở một cái kia, có bạn đang chạy ở ngoài kìa. Lêu 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 bạn ơi, tớ ở đây cơ mà, ra đây mà bắt tớ này. Thế thì cái trò này cũng khó đấy các bạn ạ. Đúng rồi, bạn phải đuổi và bắt được mình cơ. Vừa trốn xong lại phải đuổi và bắt. Bạn ấy đang tìm ở trong cái hộp này. Hộp này làm gì có ai đâu. Kia kìa, tớ kia kìa. Lêu 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 lêu. Bạn ấy chạy lên trên kia rồi. Bạn ấy sẽ đi lên trên đấy, xong rồi bạn ấy ra cái đầu này để bạn ấy nhảy xuống bạn bắt mình đấy. Mình biết ý đồ rồi. Đấy, bạn ấy đang xuống rồi thế này. Run. Kìa, bạn ấy ngay sau rồi. Nhảy lên đấy. Chưa. Tôi chết rồi, bạn ấy ở ngay sau rồi. Trốn vào đây xem bạn ấy có nhìn thấy không nào. À, chưa kìa. Không, bạn không nhìn thấy cậu. Bạn ấy vẫn đang tìm cách nhảy lên trên cao kia. Úi, sao bạn ấy lại đứng không chỗ tớ. Bị nhìn thấy bây giờ. Vào đi các bạn này. Bạn kia bạn cứ đứng ra thế nhìn để làm gì nhỉ? Bạn kia bạn ấy lên được tầng 2 rồi. Thế nhưng mà tớ ở dưới tầng 1 cơ mà. Ui, bạn ấy lại nhảy xuống kia. Ui, không phát hiện ra bọn mình ở đây. Hình như có cái gì trắng trắng ở chỗ bật kể kìa. Trắng trắng là cái gì vậy nhỉ? Sao lúc nãy làm gì có nhỉ? Đúng rồi. Còn có 20 giây nữa thôi này. Ôi, thế là mình sắp chiến thắng rồi. Hết thời gian là bạn ấy không thể tìm được là mình chiến thắng rồi. Vẫn nhảy được lên bình thường. Ui, lại đây, kia, nhảy lên. Ui, chết tôi rồi. Bạn đi đâu rồi? Hết thời gian rồi cậu ơi. Hết thời gian rồi. Ui, bạn đi bắt được mấy bạn ở trên kia rồi kìa. Rơi hết xuống rồi kìa. Yeah, thế là trò chơi kết thúc. Bây giờ bọn mình sẽ sang trò chơi tiếp theo, ván tiếp theo. Cũng vẫn là trốn tìm. Bây giờ là mình... Kìa bạn đang bị nhốt ở trong một cái lọ rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi trốn. Đâu luôn, ở đây là một khu vườn các cậu ơi. Đây là một cái sân sau nhà. Và có những cái cây và hàng rào. Đây là những cái ghế này. Ô, trở thành những con người tí hon thế này rất là thích luôn. Ở kia có một cái nhà kìa. Chui vào cái nhà con chó kia đi. Đấy là nhà con chó à? Đúng rồi. Trốn vào chuồng chó, một ý kiến hay đấy các cậu ạ. Bạn ấy sẽ không bao giờ nghĩ là sẽ có người ở trong đấy đâu. Còn 28 giây nữa nè. Ồ, cái bạn này cứ chạy theo mình này. Hay là cậu ấy cũng đang nhằm cái nhà này để chui vào giống cậu nhỉ? Đây, mình sắp chui vào nhà rồi, còn 17 giây nữa thôi. Ồ, sao cái chuồng này nó vắng vẻ thế này, có một đồng xu này. Ăn luôn. Đây, đứng ở góc này. Ui, thế này thì bạn này cứ trốn cùng mình này. Bạn này mà bạn ấy mặc đồ sặc sỡ lắm cậu nhá. Rất dễ bị phát hiện. Đúng rồi, mỗi người một bên nhá. Không được, mình phải chạy ra đây. Cái chuồng này chả có cái gì nấp cả. Chạy ra chỗ khác xem nào. Lên cái cây. Mình sẽ lên ngọn cây. Trèo lên ngọn cây thì không thể. Ô, thôi, rơi. Đây rồi. Trèo lên đây này. Trèo lên cây thông Noel đúng không? Ui, bạn kia bạn đi tìm rồi kìa. Chúng mình phải thôi. Chui rúc vào các cái tán lá này thì bạn ấy sẽ rất khó phát hiện ra. Bạn đi đâu rồi? Bạn vẫn đang tìm. Bạn đang đi tìm. Ủa, cái cây của mình kia kìa. Ui, cái cây cậu trốn nó to thật đấy. Bạn đã nhìn thấy một bạn rồi kìa. Ừ, bạn kia. Các bạn này ngốc thật đấy. Đâu rồi, cậu trốn này cứ chạy ở dưới làm gì kìa, nhỉ? Kìa. Đây, bạn trốn ở trên này. Ui, một bạn này. Hai bạn rồi. Kìa, còn một bạn chạy ở phía trước kìa. Một bạn. Đây là một cái bếp nướng các cậu ạ. Bây giờ bạn ấy đi qua rồi, mình sẽ quay lại chỗ đấy. Thế là bạn ấy sẽ không quay lại tìm nữa các cậu ơi. Nhưng mà tôi nghĩ cậu cứ ở đây cho an toàn nhí mẹ đi làm gì. Tí nữa kiểu gì cậu ấy cũng tìm đến. Các cậu ơi, đi theo tớ ra chỗ bếp nướng kìa. Phải thay đổi địa điểm liên tục thì bạn ấy mới không bắt được mình. Bạn ấy đâu rồi? Tớ vẫn đưa. Bạn ấy nhảy xuống dưới rồi. Rồi, bây giờ mình ra chỗ bếp nướng mình trèo lên trên. Bạn nhìn thấy mình chưa nhỉ? Ui, hình như bạn đang chạy ra đây kìa. Chạy đi các cậu ơi. Lấp. Bây giờ chạy hướng lại đây nhanh lên. Lại phải lên cái cây. Ở đây có một cái lá. Cái chỗ này có một cái chỗ dịch chuyển này. Mình đứng vào đây là nó sẽ cho mình lên ngọn cây luôn này. Đấy. Mình đang ở trên đỉnh của ngọn cây rồi. Thế này thì sao mà bạn ló trèo lên đây được. Ở trên đây đông lắm các bạn ơi. Lên đây mà bắt này. Nếu mà bạn ấy lên đây mình sẽ nhảy. Ui, bạn ấy ở dưới bạn chân kìa. Bạn ấy đang định trèo lên thật kìa cậu ơi. Ái chà. Cậu ấy phát hiện ra là có rất nhiều người trốn ở trên chiếc cây này rồi. Ô, bạn ấy không lên. Bạn ấy lại đi ngược ra cái hướng kia. Cậu gọi bạn ấy đi, sao ngốc thế. Bao nhiêu người ở trên leo, đây leo, 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 tớ ở đây cơ mà. Leo, bạn ơi,
mới tới đang nhảy này. Bạn có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Bạn đang chạy ở phía bên kia. Ôi, bạn này ngốc thế thì làm sao mà bắt được mình? Cố gắng lên 1 phút 36 giây. Còn 1 phút rưỡi nữa thôi. Mình sẽ xuống đây để mình giúp bạn đây này. Bạn ơi, tới đây này. Lại đây. Bạn nhìn thấy chưa? Chưa. Bạn chạy đi đâu rồi anh Nhím ơi? Ồ, thế thì không tìm được mình rồi. Hay là bạn chán quá, bạn không đi tìm nữa cậu nhỉ? Vẫn chưa thấy bạn đi đâu cả. Lấp ló ở kia kìa. Đấy, tớ nhìn thấy ánh sáng rồi kia kìa. Đấy, chuẩn bị chạy ra đấy. Đang rình thì bắt bọn mình đấy. Kia, bạn đã chạy ra rồi. Chạy thôi các bạn ơi. Chạy thật nhanh lên. Ui, kìa, bạn ấy đuổi sát đi từ kia. Nhảy lên đây này. Chạy xuống dưới luôn, nhanh lên. Không là bạn ấy đứng vào cái ô kia là bạn ấy cũng dịch chuyển lên trên ngọn cây ấy. Hình như bạn đang... Đấy, bạn ấy cũng lên rồi. Bạn ấy lên trên rồi. Trốn đi các cậu ơi. Thế thì chúng mình phải chạy sang khu vực khác thôi. Mình lại chạy vào cái chỗ kia. Bạn ấy xuống thì mình lại nhảy lên. Đấy, bạn ấy đang ở trên đỉnh kia. Ui, bạn đang nhảy xuống. Bạn ấy cũng đang nhảy xuống kia. Ui, bạn ấy nhảy nhanh thế. Đây, cái kia này, chạy xuống thật nhanh lên. Bạn ấy lại nhảy ra chỗ đấy. Phải nhảy lên một cây cậu ơi. Đúng rồi. Ui, như trò mèo bắt chuột ấy. Đâu, bạn đâu? Ui, bạn đang xuống. Bạn đuổi kịp rồi. Lúc này bạn chạy quá nhanh luôn. Bạn ấy chạy được nhanh hơn bọn mình nào. Tôi nghĩ là cậu phải nhảy ra khu khác đi. Đâu rồi. Ui, bạn ấy đang đuổi theo ngay sau tớ rồi. Bạn ấy rơi xuống rồi. Bạn ở dưới này nè. Đứng trên cơ mà cậu ơi. Không thể. Ui, bạn đang nhảy kia. Không nhảy được cậu ơi. Không thể nhảy lên được. Chỉ có nhảy xuống thôi. Hết thời gian. Tinh tòn. Thế là mình lại chiến thắng một lần nữa. Trò chơi kết thúc. Bạn đã tìm được 5 trên 12 người chơi đấy. Giỏi phết đấy. Bây giờ đến phòng 3 xem nào. Phòng 3 là ở đâu đây? 11 người chơi. Bạn ấy vẫn đang bị nhốt ở trong cái hộp này. Bây giờ bọn mình sẽ đi lên cầu thang trốn. Trốn đi các cậu ơi. Đây là một cái phòng làm việc à? Không phải, đây là một cái phòng khách à? Nhà kho. Đúng rồi. Nhà kho có một cái đèn pin khổng lồ và những chiếc hộp. Cả những cái xe kìa. Ôi, có cả quả tạ to đùng kìa. Ra đây tập thể dục thể thao cậu ơi, nâng cao sức khỏe. Bây giờ mình đang là người tí hon các cậu ạ. Già mà nhấc quả tạ lên nên là nó đẹp dí đấy. Mình sẽ trèo lên cái xe này xem nào. Ngồi lên trên cái xe. Đứng ở đây là trốn được đúng không? Chắc là bạn ấy đứng từ dưới sẽ không nhìn được đâu. Cũng phải nằm xuống thì cậu mới không phát hiện ra. Không nằm được. Hay là mình đứng lên trên cái đầu xe nhỉ? Đứng lên đây sẵn. Ôi trời ơi. Liệu bạn ấy có nhìn thấy không nhỉ? Có, cậu phải chui chỗ nào kín kín vào. Thế thì mình sẽ đi tìm một chỗ khác. Bạn ấy đâu? Bạn ấy vẫn đang bị nhốt ở trong đây chưa ra. Thời gian còn lại. Hết rồi. Bây giờ cậu đang chuẩn bị ra để bắt các cậu đấy. Để tìm được chỗ trốn ra, mình vẫn chưa có chỗ trốn ở đây. Đây không đi chỗ nào cả. Xem bạn ấy chạy chưa? Ui, bạn ấy đang đi tìm rồi này. Ui, bạn ấy trèo nhanh thế. Bạn ấy chạy nhanh lắm. Đang trèo khu vực nào nhỉ? Bây giờ từ để tớ phải lên đây đã. Trốn đi đã, không bạn ấy đến nơi bây giờ. Nhảy lên đây này. Trốn vào sau mấy quyển sách này được không? Đang có tiền kìa. Lấy mấy cái đồng tiền này. Có bạn còn lên tận cái thang kia không? Trốn vào cái cốc này. Ui, cũng có bạn trốn ở trong cốc này này các cậu ơi. Nam nữ thụ thụ bất thân cậu ơi. Thế nhưng mà bạn kia, bạn ấy đến đây á, bạn ấy nhảy phát vào thì bắt được cả hai à? Đúng rồi. Bạn ấy đang ở chỗ cái xe đạp này. Xe đạp có gần khu mình không? Không, mình sang bên kia rồi. Đây là cái bàn bia. Rất bạn gần khu mình. Bạn ấy đang chạy ra đây kìa. Chạy đi cậu ơi. Đây này, cái bàn bia đây này. Bạn đang ở dưới gầm bàn đấy. Bạn đâu rồi? Ui, trèo lên chỗ vùng đấy mà cậu trèo đấy. Không phải, chỗ này là chỗ cái tạ. Mình cứ vào đây nấp cho chắc. Xem bạn ấy đi đâu này. Bạn đang ra chỗ quả tạ. Bạn trèo lên những cái thùng. Bạn tìm được 3 người rồi đấy. Bạn này bắt nhanh nhờ. Bạn thì vẫn chưa biết mình trốn ở đâu. Thế thì mình sẽ đi ra ngoài kia. Để thử trêu bạn ấy xem. Here we go. Sắp hết thời gian rồi, sợ gì? Đâu, bạn ấy đâu rồi? Tớ ở giữa nhà này cậu ơi. Cậu ở đâu rồi? Đây là một cuộn giấy vệ sinh đã dùng hết. Ui, cậu đi kia. Ấy, ánh sáng kìa. Ui, bao nhiêu các bạn vẫn đang chạy bên dưới này. Ui, có bạn kia sắp bị bắt rồi kìa. Mình trèo lên cái thang này xem nào. Trèo. Ui, trượt. Hình như bạn ấy đang ra chỗ cậu hay sao ấy. Đâu, bạn đâu? Sau kìa. Thế sao là cậu đang ở đâu rồi?
Không, bạn ấy đi xa rồi. Kìa, bạn ở phía trước kìa. Leo, tớ ở đây cơ mà. Ui, bạn đang chạy ra đây đúng không? Đúng rồi. Ui. Bây giờ, chạy với thang. Chạy, nhanh. Thang này cậu vừa trèo trượt mà. Đây, bây giờ tớ biết trèo rồi. Nhảy sang bàn bia này. Đâu rồi, bạn ấy đâu rồi? Không chạy đâu rồi nè. Không thấy đâu nữa. Ui, bạn ấy đang ở dưới gầm bàn. Ngay dưới tớ luôn. Đây. Ở ngay dưới bàn của tớ luôn. Đấy, kia. Kia, bạn ấy kia rồi. Tớ ở đây cơ mà bạn ơi. Thế là cậu này cũng không phát hiện ra cậu đang ở trên cái bàn bia đâu. Đúng rồi, bạn đang đuổi theo một bạn ở dưới kìa. Ui, bạn kia bị bắt bắt mất rồi, tiêu đời luôn. Ui, thế này còn 4 người thôi cậu ơi. Bạn ơi, tớ ở bên này này, tớ bên này cơ mà. Cậu này cậu skin bắt đầu tiêu đấy. Bạn ấy nhìn thấy tớ rồi à? Muốn bắt tớ à? Hình như đang định nhảy xa để ôm vào cậu đấy. Nhảy làm sao được? Leo lên đây. Bạn đã trèo đi lên thang kìa. Ui, bạn đã trèo lên kìa. Tớ phải nhảy xuống thôi. Chạy. Ui, bạn đã trèo lên rồi. Chạy. Trời. Bắt rồi. Trèo lên thôi. Cuối cùng là bạn nhìn đang bị bạn nó bắt mất rồi. Mình bị bắt rồi, thế thì vòng tiếp theo rất có thể mình sẽ phải là người đi tìm các cậu ơi. 3 người đã bị bắt. Còn có 3 người thôi. Đây. Còn có 3 người thôi á? Đúng rồi. Một bạn này ở tít trên cao này. Thế là 10 người đã bị bắt rồi à? À không, 8 người. Đúng rồi, bạn này đang nấp sau cái thùng. Ôi, bạn này có con chó đi theo sau luôn. Bạn này ngầu nha. Ngầu thế, lại còn đội một cái mũ hình bông hoa cơ. Bạn này vẫn chưa bị bắt. Đeo cặp sách đẹp, đeo cặp sách như kiểu là một cái kẹo đằng sau ấy. 11 giây nữa thôi các cậu ơi, cố gắng lên. Đừng để, ôi, bạn ấy đến gần cái bạn con chó kia rồi. Với lại bạn có con chó đứng ở ngay đây mà. Đấy mà, tớ bảo rồi chứ kia ơi, bị bắt rồi. Hết thời gian. Còn 3 người trốn thoát. Ôi, bây giờ đến lượt mình đi tìm này các cậu ơi. Đâu? Đây, tớ đang bị nhốt ở trong đây này. Thế? Các cậu kia đang trốn đi hết rồi. Được rồi, bây giờ tớ sẽ bắt tất cả mọi bạn luôn. Có 11 bạn trốn à? 11 bạn chơi đúng không? 10 bạn trốn, còn tớ là 1. Nhắc tổng 11. Còn 30 giây nữa các cậu cứ trốn kỹ đi. Tớ chấp hết, tí nữa tớ ra tớ bắt từng bạn một. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu đi tìm nào. Here we go. Bây giờ chúng mình sẽ là những con zombie đi bắt người nhá các bạn ơi. Đây là như kiểu là một cái lớp học à? À không phải, một cái gara ô tô. Đúng rồi, một cái phòng sửa chữa. Phòng xem. Sửa chữa ô tô có những cái lớp. Các bạn đâu rồi, các bạn đâu rồi? Kia, một bạn chạy. Tớ nhìn thấy rồi nhá. Bạn ấy đang chạy à? Bạn ấy nhìn thấy tớ. Đây là một bạn nữ nha, rất là xinh gái, có mái tóc vàng. Tớ sẽ chặn đầu. Đầu này. Bạn ấy vẫn chạy trên kia. Bạn ấy chạy nhanh phát đấy. Úi này. Trốn đâu đấy? Bạn ấy trốn. Dịch chuyển này. Nhảy xuống rồi. Chạy đi đâu rồi bạn ơi? Này. Phá sát được bạn rồi. Yeah, một bạn đã bị mình tiêu diệt luôn. Thế nào? Còn bạn nào nữa không? Các bạn ơi. Bây giờ mình phải đứng im. Nhìn xung quanh cậu ạ. Trên này. Bên kia. Ở dưới cái ngăn kéo bên kia có một bạn. Đâu? Cái ngăn kéo đỏ bên kia kìa. Đây, tớ chạy ra, bạn ấy trốn ở trong đấy à? Đây rồi. Đang chui trong ngăn kéo đúng không? Đúng rồi, bạn ấy đang nấp ở trong ngăn kéo các cậu ơi. Thế thì chúng mình nghe, mỗi lần mà bắt được ai thì chúng mình lại phải trèo lên cao để quan sát cho rõ hơn. Bây giờ trèo lên cái ngăn kéo này. Ui, cái ngăn kéo này cao thế. Nhưng mà bạn kia, bạn có phát hiện ra cậu đang trèo lên đấy không nhỉ? Không biết được sao. Bạn ấy vẫn ở trong này. Đấy. Bạn có con chó này. Không phải. Đây bạn khác. Bạn này khác. Bạn nữ. Nhưng mà cũng có con chó. Đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn ở đâu rồi? Mới tìm được 2 người thôi. À đây. Nhìn thấy cái chân. Này thì bắt 2 bạn này. Bạn này chạy đi đâu? Bắt được rồi nha. Đúng gì đấy rồi. Còn bạn này nữa này. Bạn này còn đang úp mặt vào tường. Bạn ấy nghĩ là úp mặt vào tường là sẽ trốn được các cậu ạ. Là kiểu như là úp mặt vào tường là mình sẽ tàng hình luôn ý. Bây giờ các bạn đâu rồi? Bây giờ chúng mình. Có một bạn ở trên nóc tủ. Trò chơi này là luyện skin tinh mắt đấy các bạn ạ. Đâu. Ui. Đứng lại nhanh. Đứng lại bạn này giống cái bạn hồi nãy mình bắt đấy nhỉ? Không. Bạn này. Ui, mãi mới bắt được bạn gì. Bạn này chạy nhảy áp quay. Quay về tóc. Vẫn còn treo lơ lửng bên trên như là một hồn ma vậy. Bây giờ xem nào. Còn 5 bạn nữa thôi.
Ôi nhưng còn có 1 phút rưỡi nữa thôi. 5 bạn nữa nào. Có bạn nào ở dưới này không? Các bạn trốn ở đâu rồi? Không có ai. Cái này không phải được. Tôi nghĩ là cậu phải trèo lên cao để quan sát cho kỹ hơn. Nhưng mà các bạn lại cứ trốn ở dưới đáy thì mình cũng không trốn ở dưới thấp ấy, mình không nhìn thấy được. Còn có hơn 1 phút nữa thôi. Các bạn huýt sáo lên cho tớ nghe xem nào. Trong cái hộp này cũng không có. Bên trên cái này có không? Ui giời. Đang chưa nhìn thấy ai mấy bạn này trốn kỹ thật đấy. Không có bạn nào cả. Thử men theo cái này xem nào. Im ắng thật đấy. Không thấy bạn nào ho he một tiếng nào cả. Không thấy bạn nào chạy ra luôn. Mấy bạn này khả năng cao là đang trốn ẩn lấp ở khu nào đấy. Các bạn trốn kỹ quá. Đâu rồi? Các bạn ở đâu hết rồi các bạn ơi? Có bạn nào ở sau cái thùng này không? Wow, không có ai cả. Có đồng tiền. Tiền. Còn có hai mấy giây thôi, có lẽ là mình thua rồi. Thôi. 5 bạn trốn thoát được. Mục tiêu của mình là phải tóm được 10 bạn cơ mà. Ôi, các bạn đã trốn thật được rồi. Sắp hết thời gian rồi, trên này có ai không? Vừa nãy tôi bảo cậu trèo lên cao để quan sát, không trèo lên. Làm gì có ai? À, có một bạn kìa. Thế này thì không chạy được rồi. Mình để sống mất 5 người cơ cậu ơi.